thông tin liên quan đến vụ vây bắt Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, gây sự chú ý của dư luận thời gian qua. Sáng nay 14 tháng 2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm tử thi Tuấn Khỉ sau khi tiêu diệt nghi phạm trong cuộc vây bắt vào đêm qua. Vâng, và Tuấn Khỉ thì được coi là một đối tượng đánh giá rất nguy hiểm. Khi có súng, hắn bắn rất giỏi và sẵn sàng nã đạn vào bất cứ ai đến gần. Điều đáng nói là nơi Tuấn Khỉ trốn chỉ cách hiện trường vụ thảm sát ở Xế Bạc khoảng 10 km. Nhiều người thì cho rằng nghi phạm nắm rất rõ địa bàn và chọn nơi ít người nghĩ tới nhất để mà có thể ẩn náu. Vào trưa nay, sau 12 tiếng, Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, 33 tuổi, nguyên thượng úy công an quận 11, nghi can giết 5 người, bị cảnh sát bắn chết. Hiện trường vẫn bị phong tỏa. Ngoài cảnh sát, không ai được lại gần khu vực có bán kính khoảng 3 km gần cầu Sáng, giáp danh xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Theo mô tả của người dân, căn nhà Tuấn ẩn náu nằm trong khu tập thể kết cát rộng khoảng 3.000 m², dạng ống kéo dài mái tôn. Đây từng là nơi ở của công nhân nhưng bị bỏ hoang khoảng 3 năm nay. Xung quanh có một số hộ dân làm nghề trồng trọt. Rất nhiều người dân bất ngờ vì những tưởng đối tượng nguy hiểm này phải bỏ trốn ở một nơi rất xa, chứ không ẩn nấp cách nơi gây án chỉ có 10 km. Trong cuộc vây bắt đêm qua, đối tượng di chuyển và thái độ hung hãn, ngắm bắn về lực lượng chức năng. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, cảnh sát đã buộc phải nổ súng tiêu diệt Tuấn Khỉ, thu giữ súng AK và 9 viên đạn, 1 viên đã lên nòng và 8 viên ở trong hộp tiếp đạn.